Hello, xin chào các bạn. chào mừng các bạn đang theo dõi channel của Chim Tàu Mobile và công nhận thời tiết dạo này đang rất là khắc nghiệt và nóng vô cùng luôn. Đối với những thành phố vô cùng sôi nổi như là ở Sài Gòn nè, hoặc là những cái khu vực mà nó nằm gần với cái nhịp độ sống đông đúc, nhiều người qua lại thì cái sự nóng bức đó nó càng ngày càng trở nên nhiều hơn nữa. Vậy thì thiếu làm sao được một cái chiếc quạt để giúp cho các bạn có những cái cơn gió thoải mái và mát thư giãn sau những cái giờ làm việc căng thẳng. Và với video này thì mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái chiếc quạt đến từ nhà Misa một cái phiên bản nó mới nhiều cánh quạt hơn và khả năng làm mát quạt xa được cho đến, đến 13m và bây giờ đây thì hãy cùng mình trải nghiệm vô cái sản phẩm này nhé đây là cái thiết kế của cái chiếc quạt ngày hôm nay mình đang giới thiệu với các bạn. Đây là một cái phiên bản của nhà Midea à, Phần cánh quạt thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái lòng cánh quạt đôi, tổng cộng của nó sẽ có là 7 cánh quạt ở bên ngoài và 5 cánh quạt ở bên trong, tổng cộng nó đến là 12 cánh quạt. Với cái việc nhiều cánh quạt như thế này thì nếu như mà các bạn đã là fan của nhà Midea rồi thì các bạn sẽ thấy là cái trải nghiệm sử dụng quạt của Midea nó sẽ có cái luồng không khí mát nó dịu nhẹ hơn và cái lực mát nó cũng sẽ mát nhiều hơn. Và với cái em quạt này á thì khi mà các bạn sử dụng á nó sẽ quạt mát cho mình đạt đến cái Uh, chiều dài cũng như là cái độ xa lên đến là 13 m lặng các bạn nha. Và màu sắc thì mình thấy là cũng không có gì thay đổi và khác biệt, uh, cũng là màu trắng truyền thống thôi. Màu trắng thì các bạn có thể thấy là nó sang hơn, uh, bắt mắt hơn. Nhưng mà nhược điểm của nó là khi mà các bạn sử dụng lâu dài thì nó sẽ hơi ố màu một tí. Rồi, uh, về thiết kế của chiếc quạt này thì gói gọn bởi năm cái nút công tắc ở phía sau để cho các bạn có thể dễ dàng thao tác và sử dụng. Uh, mình sẽ giới thiệu sơ với các bạn nha. Với nút bấm đầu tiên thì các bạn có thể điều chỉnh được cái độ độ dốc cao từ cái độ cao mà mình có thể bấm ở cái nút này và tiếp theo ở cái nút thứ hai thì các bạn có thể điều chỉnh được cái chế độ cũng như là cái góc xoay ngang của nó và tiếp tục ở cái chế độ thứ ba thì các bạn có thể lựa chọn các cái uh, uh, trạng thái cấp gió với luồng gió tự nhiên nè, à, luồng gió mát, luồng gió dịu nhẹ trong khi ngủ và tiếp tục với cấp độ tiếp theo thì các bạn có thể thay đổi các cái cấp độ gió từ một hai ba bốn và với cái nút cuối cùng thì mình có thể bấm mở như thế này đó và mình đang mở lên cho các bạn thấy nè à và quên bật mí với mọi người á, là cái chiếc quạt này á mình sẽ có hai cái cách để mà các bạn sử dụng hiện tại thì mọi người đang thấy là mình đang không có pin à, không có cái nguồn dây điện mà vẫn có thể sử dụng được chính xác là các bạn chiếc quạt này thì các bạn có thể sạc bằng pin à, có nghĩa là có thể dùng bằng pin và dung lượng pin của nó là đạt đến 2.800 mAh giờ nếu như mà các bạn sử dụng ở cấp độ 1 thì các bạn có thể sử dụng thoải mái liên tục được lên đến là 12 giờ đồng hồ con số này không hề nhỏ đối với một cái chiếc quạt sạc không dây nha các bạn nha. Và tương tự như vậy, nếu như mà các bạn muốn sử dụng trực tiếp với nguồn điện thì yên tâm nó sẽ có thêm một cái phần dây cho nên các bạn có thể sử dụng à, phần dây sạc thì mình thấy là nó có cục sạc từ tính nên là cái việc mà nó hít và va chạm với lại cái phần đế nó cũng khá là chắc chắn và nhanh gọn lẹ trong các cái thao tác và mọi người có thấy là với cái chiếc quạt thông minh này á nó cũng sẽ không quên có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái tính năng mới nữa để cho mọi người có thể sử dụng đó chính là kết nối và sử dụng được thông qua chiếc điện thoại smartphone của mình kết nối wifi thành công thì các bạn sẽ thấy là đây là giao diện của nó nè thì ở đây thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ hiển thị lên cho mọi người về các cái chế độ cơ bản cũng như là là cái nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng của mình hiện giờ đang là 28 28,1 độ C và tiếp tục ở đây cũng nó cũng sẽ đo được cho mọi người cái độ ẩm ở trong căn phòng của mình luôn. về cơ bản như thế và ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có bốn cái chế độ lựa chọn quạt khác nhau như là quạt trực tiếp nè, quạt theo gió tự nhiên thì mình sẽ thử nha. Mình sẽ ngồi xa cái quạt một tí, mình không có ngồi gần rồi mình sẽ đây, mình sẽ lựa chọn chế độ thông minh, chế độ quạt, quạt khi ngủ. Rồi, à, và với cái chiếc quạt thông minh này á, thì các bạn có thể lựa chọn được các cái góc xoay của nó luôn. Và hiện tại thì mình đang thấy cái góc xoay của nó ở cái góc bên tay quay ngang á, thì nó có thể đạt được cái khoảng quan rộng lên đến là 30, 60, 90, 120 và 140 đó mọi người có thể lựa chọn mặc định hoặc chúng ta có thể lựa chọn thủ công bằng cách là gạt ở bên này cho nó dừng lại bên tay phải của mình đó thì mình đang để ở bên tay phải thì nó sẽ xoay về cái hướng quạt bên phía bên mình đó mọi người có thể để như thế này và cho nó thổ trực tiếp vào người của mình luôn cũng được à, tương tự như vậy các bạn có thể điều chỉnh được các cái chiều cao của cái chiếc quạt luôn ở đây mình có thể thay đổi được các cái góc như là 35 nè, 65 và 95. Hiện tại thì mình đang chỉnh ở 65 và mình có thể chỉnh lên 95 bằng cách như thế này. Đó. Và bên cạnh đó với một cái chiếc bật thông minh thì không thể nào thiếu được cái tính năng đó chính là có thể hiện giờ được. Và với hệ thống của chiếc bật này thì các bạn có thể hiện giờ maximum lên đến là 12 giờ đồng hồ luôn. Đây. Mình sẽ chọn là 12 giờ đồng hồ và ngay lập tức sau khi 12 giờ đồng hồ thì nó sẽ tự động tắt. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn và hẹn lịch ghi nhớ để mặc định cho cái chiếc quạt này. Đây là một cái chiếc quạt thông minh đến từ nhà Midea, phiên bản có thể sử dụng không dây hoặc có thể trực tiếp sử dụng với lại nguồn điện luôn cũng được. À, quạt thông minh và có thể quạt mát được lên đến là 13 m. À, và có một cái tính năng nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là đối với những gia đình nào mà có các bé nhỏ, đó chính là siêu lock, mình có thể bấm ở cái nút này thì ngay lập tức các cái nút ở trên cái bàn phím, à, các cái nút ở trên phần thân của máy nè, hoặc là các cái thao tác mặc dù các bé nhỏ nó có vô tình nghịch và bấm đây trên nữa thì nó cũng không thể nào mà thay đổi được các cái tính năng đó. À, vừa rồi là tất cả những cái thông tin. Dạ rồi. Ok. Dạ. Dạ rồi. À, rồi. Và cái tính năng này thì mình sẽ thử test nha. Sau khi mình đã bật cái tính năng khóa trẻ em rồi thì đúng thiệt là sau khi mình đã khóa xong thì cho dù là người lớn có cố tình bấm đi chân nữa thì nó cũng không hề nhận được cái thông tin cũng như là máy của mình nó sẽ kế hoạch của mình nó sẽ vẫn tiếp tục cái thao tác thực hiện làm mát cho cả căn phòng của mình vừa rồi là tất cả những cái thông tin của mình đang giới thiệu cho các bạn về một cái chiếc quạt thông minh đến từ nhà Misia. À, phiên bản đều có thể sử dụng không dây hoặc có thể sử dụng trực tiếp với lại nguồn điện luôn đều được và cái khả năng làm mát của nó phạm vi lên đến là 13 ba mét à, một cái sự đa dạng về các chế độ nè cũng như là mình có thể sử dụng được thông qua chiếc điện thoại smartphone của mình nếu như các bạn đang cần tìm cho mình một cái chiếc quạt thông minh à, đến từ một thương hiệu nổi tiếng an toàn về cái độ bền cũng như là khả năng làm mát thì mình có thể lựa chọn ngay một cái sản phẩm này đến từ nhà Misa à, phiên bản DCM05 nha à, và cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye